quý vị và các bạn, tại hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2021 và Index 2021 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức ngày 25 tháng 5, Bộ Tài chính đứng thứ hai chỉ số cải cách hành chính năm 2021. Đây là năm thứ 8 liên tiếp kể từ năm 2014, Bộ Tài chính nằm trong nhóm 3 bộ, cơ quan ngang bộ dẫn đầu Pi Index chỉ số 3 Index 2021 chấm điểm 19 bộ, cơ quan ngang bộ và 63 Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Về các bộ, cơ quan ngang bộ có 3 đơn vị, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã kết quả trên 90%. 13 đơn vị có kết quả từ trên 80% đến dưới 90%. Chỉ có một đơn vị có chỉ số dưới 80% là Bộ Khoa học và Công nghệ với giá trị chỉ số là 78,72% việc tiếp tục duy trì vị trí trong top 3 bộ, cơ quan ngang bộ dẫn đầu ba index 2021 trong 8 năm liên tiếp, cho thấy nỗ lực không ngừng của Bộ Tài chính trong công tác cải cách hành chính nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Bộ Tài chính đã triển khai thực hiện nghiêm túc công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đáp ứng yêu cầu về tiến độ và chất lượng, kể cả các đề án, nhiệm vụ phát sinh ngoài kế hoạch đồng thời luôn chủ động trong cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp. 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính và các đơn vị trực thuộc đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Đến nay, Bộ Tài chính đã hoàn thành kết nối tích hợp 355 trên 519 dịch vụ công trực tuyến, mức độ 3, 4 trên cổng dịch vụ công quốc gia đạt tỷ lệ 68,4%, vượt hơn 30% so với yêu cầu của chính phủ bộ tài chính cũng chủ động quyết liệt triển khai chủ trương xây dựng chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số và nền kinh tế số từng bước đưa ứng dụng công nghệ thông tin trở thành một công cụ hỗ trợ đắc lực cho quá trình quản lý và điều hành ngân sách và tài chính